Showroom Ưng Hoàng Phúc Kim Cương chuyên cung cấp các sản phẩm gối, ghế, nắng chỉnh xương, ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp, đồng thời có tác động hỗ trợ điều trị thoát vị địa đệm, thoái hóa đốt sống, đau nhức xương khớp, hiệu quả với những biểu hiện mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, ù tai, giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, nhức mỏi vai gáy, tức ngực khó thở, đau lưng, đau thần kinh tọa và tê yếu chân tay khó vận động. Giải pháp nắng chỉnh xương gồm những sản phẩm độc quyền được nghiên cứu và công bố tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Toàn cầu WIPO với hơn 257 bằng sáng chế được bảo hộ tuyệt đối trong 20 năm ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, sản phẩm đã đăng ký bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Showroom Ưng Hoàng Phúc Kim Cương mở cửa cho khách hàng trải nghiệm giải pháp 3 ngày hoàn toàn miễn phí. Em bị nặng quá rồi, mà lúc đó là em không thể nào mà em đứng được khoảng tầm 5 phút luôn á chị. Cô ơi, nó đau, cái gì mà nó đau mà cô không thể ngồi được luôn á con, không thể ngồi. Hồi nhỏ mình làm lao động nhiều quá. Dạ đúng rồi. Cái ngày lớn đó, hả, nó khô là bị thường xuyên mà bị đau nhất xương khớp nhiều lắm. Mình co như là nằm co là gì này, cho nó đỡ đau, không bao giờ ngồi, đau nhất không ngồi được. Dạ. Ngày em chụp MRI á thì bác sĩ nói là nó đã chèn lên cái dây thần kinh mà ở bên chân của em á. Khi cô đau quá cái cô suy nghĩ tầm bạ vậy lắm. Dạ. Tự kỷ với trầm cảm á, cô không muốn gặp ai. Nó phục hồi rất tốt, tôi mới được như vậy nè. Nếu không phục hồi là tôi không có được như vậy. Cô về cái thời gian cô làm nó đỡ lắm, nó đỡ nó hết. Bây giờ là cô nói thật sự với con là nếu mà nói mà hoàn toàn được như 100% thì nó chưa, nhưng phải nói là cải thiện rất là nhiều. Cái thì nhiều lắm, chỉ có nằm cái gối và cô thấy cái hiện tượng mà không có nhức đầu, không có đau đầu. Em trải qua nhiều thứ và em chỉ hết nhiều cách thì em mới biết là cái cách này là cái cách nhanh nhất và đỡ tốn tiền nhất. Ai có bệnh như tôi thì cứ việc mua nằm đi rồi biết. Chứ giờ mình nói thì người ta không tin, mà những cái nằm thực tế thì mình biết. Dạ. Có nghĩa là đúng là mình phải dùng một cái lực gì đó mới có tác động được cái này thì mới chỉnh được cái xương sống của mình. Để mà trải nghiệm và chị thì bản thân Nhã cũng có một khoảng thời gian để mà tìm hiểu, thì Nhã cũng đưa lời khuyên tới tất cả mọi người thì là mình cũng nên thử một lần đến với lại serum của bên Ưng Hoàng Phúc để mà mình trải nghiệm. Nếu như mình thật sự là mình chưa có một cái niềm tin thì mình hãy trải nghiệm và mình hãy cho mình một cơ hội để mình được trị bệnh lành, có nghĩa là mình cho bản thân mình một cơ hội. Thì cái đó là cái mà Nhã muốn chia sẻ tới tất cả mọi người.